Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Intel Mobile. Bên tay trái thì là iPhone 11 Pro Max, còn đây là Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G. Hai chiếc máy đầu bảng đến từ hai ông lớn của Hàn Quốc cũng như là Mỹ, Táo và Sung. Vậy thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau so sánh để xem là với phân khúc tầm giá đều trên 20 củ, chiếc máy này thì trên 30 củ cơ, thì các bạn nên lựa chọn sản phẩm nào để vừa có mức giá tốt, vừa có những trải nghiệm hợp lý, nói chung là trải nghiệm ngon. Thế thôi, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Mức giá của Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G hiện tại thì đâu đó loanh quanh khoảng tầm là 19 triệu. Còn với iPhone 11 Pro Max thì hiện nay Intel Mobile cũng đang cho các bạn đặt trước với mức giá khoảng tầm là 35 triệu. Đây là một khoảng cách nó khá là lớn. Và nếu như các bạn nào phải thực sự nhiều tiền thì các bạn vẫn có thể lựa chọn được iPhone 11 Pro Max mà không cần suy nghĩ. Còn nếu như các bạn chỉ có một số tiền hạn hẹp khoảng tầm loanh quanh 20, hơn 20 một tí, thì mình khuyên các bạn lựa chọn chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G này cũng được. Không nhất thiết là phải cố lên iPhone làm gì. Bởi vì các bạn có thể thấy rằng chiếc Note 10 Plus 5G này, mặc dù mức giá của nó rẻ hơn rất nhiều, nhưng mà nó lại không thua kém bất kỳ một thứ gì so với chiếc iPhone 11 Pro Max, từ thiết kế màn hình cho tới những cái trải nghiệm cầm nắm đi. Thì với Note 10 Plus 5G, chúng ta sẽ có màn hình kích thước lên tới là 6,8 inch, độ phân giải là 2K+. Tấm nền Dynamic AMOLED mang lại những trải nghiệm màn hình rất là tuyệt vời, kể cả các bạn xem phim, chơi game các thứ thì cũng không có điểm gì để chê. Trong khi với chiếc iPhone 11 Pro Max thì gần như là cái thiết kế màn hình của nó không được thay đổi so với cái chiếc iPhone 10S Max, vẫn là phần tai thỏ phía bên trên, và chúng ta cũng sẽ chỉ có độ phân giải màn hình là Full HD cộng mà thôi. Tấm nền thì cũng sẽ là OLED nhưng kích thước nó lại là 6,5 inch. Từ đấy thì các bạn có thể thấy rằng là từ cái kích thước màn hình cho tới cái độ phân giải màn hình, hay là đến ngay cả cái phần thiết kế của màn hình này, thì nó đã không đẹp bằng so với chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G. Kể cả với cái độ sexy của các phần khung viền này thì Note 10 Plus 5G vẫn làm tốt hơn so với chiếc iPhone 11 Pro Max. Hay là đến với phần thiết kế thì các bạn có thể thấy rằng là với mặt lưng của Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, chúng ta sẽ có một thiết kế nó rất là thanh thoát với cúp 3 camera được đặt dọc. Nó rất là gọn gàng ở một phía ở đây, và cũng như là nó cũng sẽ không lồn lên quá nhiều. Chúng ta sẽ có thêm hai camera TOF để đo độ sâu trường ảnh các thứ, mang lại cho các bạn nhiều trải nghiệm hơn ở phía bên đây. Nói chung rằng là nó nằm rất là gọn ở trên cái mặt lưng này. Còn với iPhone 11 Pro Max thì chúng ta sẽ có một cái cụm nó rất lớn ở đây. Nhiều bạn thì nói là nhìn vào nó hơi vô duyên, thì mình công nhận là nó cũng sẽ hơi vô duyên thật. Nhưng nếu như các bạn cầm nắm và cũng như là nhìn trực tiếp thì nó cũng sẽ không đến nỗi. Nhưng nếu như để so sánh hai cái mặt lưng này thì rõ ràng mặt lưng của Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G nó vẫn đẹp hơn so với mặt lưng của chiếc iPhone 11 Pro Max. Nhưng mà dẫu gì đi nữa thì cứ có táo là nó auto sang trọng và auto nó vẫn là đẹp. Mình biết chắc chắn là như vậy và mình cũng thấy thế. Với phần khung viền thì với phần khung viền của chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, chúng ta cũng sẽ có thiết kế nó mỏng hơn, và cũng như là ở phần bên dưới tất cả các vị trí của loa ngoài, cổng sạc hay là mic thoại S Pen năm nay thì cũng đã được làm cân đối hơn, nên là nó cũng sẽ tỏ ra là không hề xấu hơn so với phần khung viền của chiếc iPhone 11 Pro Max. Tổng quan lại thì mình thấy rằng là từ phần màn hình cho tới phần thiết kế thì Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G nó vượt trội hơn so với cái chiếc iPhone 11 Pro Max. Còn tới với những cái thứ bên trong đi, hay là đến với cụm camera đi, thì trên hai chiếc máy này chúng ta cũng sẽ đều có cụm 3 camera ở phía đằng sau với những tiêu cự như là tele này, chúng ta có góc siêu rộng và chúng ta có góc thông thường. Và mình cũng sẽ không muốn nói đến chất lượng hình ảnh, bởi vì nếu như nói ở trong video này thì nó sẽ rất là dài, mình sẽ có những video sau để gửi chi tiết hơn đến các bạn. Thì đây, hai chiếc máy đều mang lại cho chúng ta, đây là góc siêu rộng này, tức là đến góc thường và chúng ta có tele 2x. Hoàn toàn là giống nhau. Và cũng như là với những chiếc iPhone của năm trước, các bạn đều than rằng là nó không có phơi sáng, không gì hết, thì năm nay iPhone 11 Pro Max cũng mang đến cho chúng ta một cái tính năng nó cũng khá là giống phơi sáng, để cho các bạn có thể là phơi tối đa lên tới là 5 giây, và tùy theo từng điều kiện chụp hình thì các bạn không muốn phơi thì các bạn cũng có thể tắt nó đi. Và khi các bạn phơi thì chắc chắn vẫn phải dùng tripod rồi. Trong khi đấy thì với cái tính năng chuyên nghiệp trên chiếc Samsung Galaxy Note 10 thì nó lại mang lại cho các bạn rất nhiều những thứ để tùy chỉnh, chứ không phải là chỉ mỗi chỉnh được cái kiểu thời gian phơi sáng là bao nhiêu. Nói chung là mỗi chiếc máy có một điểm mạnh riêng, nhưng nếu như các bạn muốn có nhiều thứ để vào vạch ở trong phần camera thì chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G nó vẫn mang lại cho các bạn là nhiều chế độ hay ho để vào vạch hơn. Cái tiếp theo đấy là về phần cứng. Thì với iPhone 11 Pro Max chúng ta sẽ có con chip là Apple A13 Bionic, chúng ta có 4GB và 64GB nhớ trong cho phiên bản tiêu chuẩn. Còn với chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, chúng ta sẽ có con chip là Exynos 9825,
12GB và 256GB nhớ trong cho phiên bản tiêu chuẩn nhất. Ở phần này thì các bạn sẽ thấy rằng là chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G nó nhỉnh hơn rất nhiều về cả thông số RAM, cả thông số về bộ nhớ trong. Nhưng do hai chiếc máy này sử dụng hai hệ điều hành khác nhau nên mình cũng không muốn nói quá nhiều. Mình chỉ muốn nói rằng đây là hai chiếc máy đều được mang cái cấu hình gọi là ngon nhất mà để cho các bạn có thể sở hữu. Nên là cái việc để chơi game trên hai sản phẩm này thì nó cũng không gặp bất kỳ một khó khăn gì cả. Chủ yếu là các bạn thích Android hay là các bạn thích iOS mà thôi. Mình không so sánh về phần hiệu năng trên hai chiếc máy này. Hay là về dung lượng pin thì chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G cũng mang lại cho chúng ta một quả pin lớn hơn so với chiếc iPhone 11 Pro Max. Đấy là 4.300 mAh so với quả pin là 3.960 mAh. Tất nhiên thì cái con số này nó chênh nhau không quá nhiều, nhưng với cái hệ điều hành iOS mang lại thì chắc chắn rằng iPhone 11 Pro Max sẽ mang lại cho chúng ta một khoảng thời gian sử dụng pin là lâu dài hơn so với chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G. Và cũng như là cái chiếc máy này nó chỉ sử dụng cái màn hình là Full HD mà thôi, màn hình cũng nhỏ hơn nên điều hiển nhiên nó sử dụng lâu dài hơn chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G là cái chắc rồi. Và cả hai chiếc máy thì cũng đều hỗ trợ chúng ta công nghệ sạc nhanh. Trên cái chiếc iPhone 11 Pro Max nó chỉ tối đa là 18W, còn với cái chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G nó hỗ trợ chúng ta lên tới là 45W cơ. Thế nên các bạn cũng sẽ không cần phải quá quan tâm đến cái vấn đề về pin trên hai sản phẩm này. Tóm lại, ở thời điểm này, nếu các bạn đang cần tìm một sản phẩm flagship phải là cao cấp nhất, phải có cấu hình mạnh mẽ nhất, phải có những thứ trải nghiệm tuyệt vời nhất thì các bạn có thể lựa chọn cho mình chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G hiện nay đang có mức giá rất tốt tại XT Mobile, chứ không nhất thiết là phải với lên cái chiếc iPhone 11 Pro Max. Còn nếu như các bạn có nhiều tiền thì hoàn toàn có thể bỏ ra để sở hữu một chiếc máy cao cấp nhất đến từ nhà Apple, bởi vì đâu ai có thể dạy được nhà giàu cách tiêu tiền đâu, đúng không? Hoặc là các bạn cũng có thể mua iPhone 10S Max, bây giờ thì mức giá cũng loanh quanh khoảng tầm là 2 mấy triệu thôi, rất là ngon rồi. Và các bạn cảm thấy Brick, đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của XT Mobile. Và đừng quên để lại sự lựa chọn các bạn phía bên dưới để mình xem là các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.